hạn chế tối đa các loại cáp tinh chế. Việc tiêu thụ các món ăn dầu cáp tinh chế rất là phổ biến ở Việt Nam. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều món ăn phổ biến được ăn từ bữa sáng đến tối như cơm, bún, phở, miến, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì, bánh xèo, mì gói, bánh bao, xôi, vân vân. Hầu hết chúng ta đều biết các món ăn này có lượng cáp rất cao, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cân nặng nếu bạn ăn quá thường xuyên. Vì thế, bạn có thể chọn các loại thực phẩm lành mạnh hơn như yến mạch, bánh mì đen, bánh mì ăn kiêng. Ngoài ra, còn các món ăn Việt Nam hơn như là khoai lang, khoai tây luộc, đậu phụ và củ sắn, miền Bắc gọi là củ đậu, vân vân. Với các thực phẩm này, chúng hoàn toàn cho bạn cảm giác thỏa mãn, như ăn các món dầu cáp khác nhưng lại cung cấp ít cáp hơn. Yes. Đồng thời, chúng cũng giàu chất xơ và các loại khoáng chất cần thiết khác. Chuẩn bị các món ăn ít cáp. Bạn nên chuẩn bị cho mình các món ăn nhẹ, giàu protein và các loại chất béo lành mạnh. Dù chỉ tầm 100 calo hơn cho một lần ăn thôi, nhưng chúng có thể khiến bạn giảm thèm ăn nhanh chóng. Chúng ta sẽ có các loại hạt như đậu phộng, hạnh nhân, óc chó, hạt phỉ, hạt điều, vân vân. Tuy nhiên, ăn vừa phải thôi nhé, không nên ăn quá hai nắm tay. Ngoài ra các loại quả mọng, bơ, ớt chuông cũng rất tốt cho bạn. Chúng giàu các hoạt chất chống oxy hóa và lượng cáp thấp nên thích hợp ăn trong khi giảm cân. Wow. Các món ăn từ trứng cũng cực kỳ tốt vì chúng giàu chất béo, protein và lượng cáp cực thấp. Cách chế biến lại nhanh, lại có nhiều sự chọn lựa cho bạn, giá thành cũng rẻ. Bạn có thể xem video top 20 món ăn nhẹ lành mạnh thơm ngon trên kênh để biết thêm nhé. Không dùng các loại đồ uống có đường và dầu cáp. Đồ uống có đường rất không lành mạnh. Chúng có lượng đường bổ sung cao, có liên quan đến việc làm tăng nguy cơ kháng insulin, tiểu đường loại 2 và béo phì khi tiêu thụ quá mức. Một lon Coca có đường 330ml chứa khoảng 39g cáp, chúng hoàn toàn đến từ đường. Chưa kể lượng calo giống đến từ đường, chúng không làm bạn no mà còn kích thích sự thèm ăn, nhất là dùng thường xuyên, dễ sinh ra thói quen nghiện hay nghiện các loại đồ uống này. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh uống quá nhiều bia, rượu, chúng cũng có một lượng cáp khá cao, mà dùng nhiều thì cũng không tốt cho sức khỏe. Nếu bạn muốn ăn ít cáp, tránh đồ uống có đường là một trong những điều đầu tiên bạn nên làm. Hạn chế dùng các loại nước ép trái cây. Không giống như ăn toàn bộ trái cây, nước ép trái cây chứa ít hoặc không có chất xơ và chúng chứa đầy đường. Mặc dù nó cung cấp một số vitamin và khoáng chất nhưng nó không tốt hơn đồ uống có đường về lượng đường và cáp. Điều này đúng ngay cả với nước ép trái cây 100% tự nhiên. Ví dụ, một ly nước ép táo 350ml chứa tầm 48g cáp, hầu hết là đường. Tốt nhất là bạn nên tránh dùng nước trái cây hoàn toàn. Thay vào đó, hãy tăng hương vị nước của bạn bằng cách thêm một lát cam hoặc chanh, hoặc các loại trái cây có chất chống oxy hóa cao như dâu tây, kiwi, các loại quả mọng. Nó giống công thức làm các loại nước detox giúp thanh lọc cơ thể phổ biến hiện nay. Dùng các chất tạo ngọt tốt thay cho đường. Bạn sẽ gặp đủ các loại đường được dùng phổ biến trong các món ăn Việt như đường cát, đường phèn, đường tán, đường nâu, bột ngọt, bla bla. Cho đường vào trong pha chế hay nấu ăn kiểu như nó là một thói quen ấy các bạn, mặc dù nhiều món chẳng cần đường mà người nấu vẫn cho.
thêm đường vì đam mê, mình thích thì mình thêm thôi he he. À? Cá nhân mình thấy, việc dùng muối tiêu, nước mắm, tỏi, ớt, hành tím, hoặc ít hạt nêm cũng đủ tạo nên mùi vị món ăn rồi. Vì thế, tốt nhất là bạn hãy học cách thưởng thức hương vị tự nhiên của thực phẩm, mà không cần thêm bất kỳ chất làm ngọt nào là tốt nhất. Còn đối với các món ăn, bắt buộc phải có đường, bạn có thể sử dụng các chất tạo ngọt thay thế đường như stevia, erythritol, xylitol, v.v. Chúng có thể giúp bạn giữ lượng cáp thấp mà không từ bỏ vị ngọt hoàn toàn. Yes. Đảm bảo ăn đủ protein cơ thể cần. Tiêu thụ protein lành mạnh trong mỗi bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy no và tăng tốc độ trao đổi chất. Protein kích hoạt giải phóng hormone NoPYY, làm giảm cơn đói, chống lại cảm giác thèm ăn và bảo vệ khối lượng cơ bắp trong quá trình giảm cân. Dù bạn ăn chay hay ăn mặn thì cũng cần đảm bảo trong bữa ăn của mình có một hoặc nhiều các loại thực phẩm sau. Thịt gia cầm, thịt các loại gia súc, trứng, quả hạch, phô mai, các loại đậu, hải sản, v.v. Ngày người bình thường ăn tầm 60-100g protein, nghĩa là tầm 250-400g các loại thịt cá hay hải sản là được. Bạn đừng quá lo lắng về việc bị gút hay gây hại cho tim đâu, ăn với lượng này hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Tích cực dùng thêm chất béo lành mạnh. Việc ăn ít chất béo hầu như là lựa chọn hàng đầu của những người cần giảm cân. Kiểu như bạn nghĩ là giờ mình ăn một cục mỡ vào cái nó biến thành một cục mỡ trên cơ thể mình vậy, ha ha. Không phải như vậy đâu bạn à. Bất kỳ bạn ăn cái gì mà dẫn đến dư thừa cơ thể không dùng hết hoặc không thể bài tiết ra thì nó buộc phải tích trữ lại dưới dạng mỡ thôi. Chất béo rất quan trọng đối với cơ thể, nhất là chất béo lành mạnh thường sẽ thay thế cho cáp và thường chiếm hơn 50% lượng calo trong chế độ ăn kiêng low carb hay keto. Do đó, điều quan trọng là ăn chất béo, không chỉ thêm hương vị, mà còn có lợi cho sức khỏe của bạn. Các chất béo động vật mà chúng ta sẽ có: mỡ của các loại cá, mỡ heo, mỡ gà, mỡ vịt, các loại phô mai, brie, mozzarella, cheddar, và sữa chua Hy Lạp. Chất béo thực vật sẽ có trong các loại hạt, dầu dừa, dầu ô liu, bơ, v.v. Dầu dừa nguyên chất là một chất béo bão hòa cao, rất ổn định khi nấu ở nhiệt độ cao. Hầu hết chất béo của nó là triglyceride chuỗi trung bình, MCTS, có thể làm giảm mỡ bụng và tăng cholesterol HDL tốt. Dầu ô liu nguyên chất đã được chứng minh là làm giảm huyết áp, cải thiện chức năng của các tế bào lót trong động mạch của bạn và giúp ngăn ngừa tăng cân. Trên thực tế, các nghiên cứu luôn chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều chất béo lành mạnh nhưng chú ý là ít cáp sẽ giảm cân nhiều hơn so với chế độ ăn ít chất béo. Ưu tiên các lựa chọn thay thế bột mì, bột gạo. Nếu bạn thích làm hoặc gia đình bạn thích ăn bánh ngọt thì phải làm sao khi bạn không thể dùng bột mì? May mắn thay, bột làm từ các loại hạt và dừa là một lựa chọn tuyệt vời. Chúng được bán rộng rãi tại các cửa hàng tạp hóa và các trang thương mại điện tử. 100 gram bột hạnh nhân chứa ít hơn 11 gram cáp sau tiêu hóa và 100 gram bột dừa chứa 21 gram cáp sau khi tiêu hóa. Với những loại bột này, bạn có thể làm được bánh mì low carb cho mình, làm các loại bánh quy, bánh cơm dừa, bánh kem hoặc thậm chí là bánh bao.
Wow! Bạn đừng nghĩ, chúng không ngon làm rồi ăn là bao phê, chúng rất thơm, và giữ được mùi hương tự nhiên, nguyên chất ăn cùng các loại kem béo là tuyệt vời. Hoặc bạn có thể mua chúng, tìm nơi uy tín mà mua, khỏi phải dành thời gian nấu ăn, hay mua thêm dụng cụ, bla bla. Chú ý tới sữa, và các thực phẩm ít calo, lành mạnh. Sữa rất bổ dưỡng, nhưng nó cũng có lượng cáp khá cao, vì nó có chứa một loại đường, gọi là lactose, đường sữa. Một ly sữa 240ml, đủ chất béo hoặc ít béo, sẽ có tầm 12-13g cáp. Vì vậy các loại sữa từ hạt như sữa đậu nành, hạnh nhân, óc chó, hay sữa nước cốt dừa, v.v. là sự lựa chọn hàng đầu. Những đồ uống này chủ yếu là nước, các loại vitamin cùng chất béo, và hàm lượng cáp thường rất thấp. Bạn chú ý nên mua nơi uy tín, tránh việc họ cho thêm đường, bột hay phụ liệu vào trong quá trình chế biến nhé. Nếu muốn chắc ăn, cứ tự mua về làm là chuẩn nhất. Tuy nhiên, một số thực phẩm như sữa chua có hương vị trái cây, sữa chua đông lạnh và bánh pudding thường sẽ có đường và lượng cáp rất cao. Tuy được gán mác là ít calo, ít đường hay lành mạnh, nhưng chúng cũng chẳng làm bạn giảm được cơn thèm ăn, do chúng hầu như chỉ là các hương liệu. Lượng protein và chất béo còn rất thấp nên không làm bạn bớt đói được. Ăn các loại rau xanh có ít tinh bột. Rau xanh là một nguồn dinh dưỡng và chất xơ rất tốt trong chế độ ăn kiêng low carb. Chúng cũng chứa chất phytochemical là hợp chất thực vật nhiều chất có chức năng tốt như chất chống oxy hóa giúp bảo vệ sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là chọn các loại rau không chứa tinh bột để giảm lượng cáp của bạn. Đặc biệt giúp bạn tránh được việc bị táo bón khi đang ăn low carb hay keto. Từ bỏ em là điều đau đớn nhưng giữ em lại còn đau đớn bội phần hê hi. Chúng thường là những loại rau mọc trên mặt đất, ví dụ như bí ngòi, súp lơ, bông cải, xà lách, mướp, cà chua, dưa leo, măng tây, nấm, v.v. Bạn có thể tham khảo video lượng net carb các loại rau trong keto. Hầu hết các loại rau trong video đều tốt cho việc giảm cân và sức khỏe của bạn. Học cách đọc nhãn thực phẩm. Dù muốn hay không thì các bạn cũng thường dùng các loại thực phẩm có sẵn. Thì việc đọc nhãn thực phẩm sẽ cung cấp cho bạn các thông tin có giá trị về hàm lượng cáp của thực phẩm đó. Điều quan trọng là bạn biết nơi để tìm và biết mình có cần phải thực hiện bất kỳ tính toán nào thêm không. Cái bạn cần quan tâm là total carbohydrate hay là tổng carbohydrate. Thường các sản phẩm sẽ ghi phần này in đậm nó bằng tổng của carb, đường, sugar và các thành phần khác mà sản phẩm đó có. Một số sản phẩm nó ghi kiểu beet sugar, brown sugar, butter sugar, carob syrup, golden syrup, lactose, galactose, glucose, fructose, fructose concentrate, v.v. Tóm lại có chữ sugar và syrup cứ tính thành carb hết. Khi đang giảm cáp thì chúng ta cứ theo quan điểm thà giết thừa chứ không bỏ sót he he he. Lấy ví dụ, có total carbohydrate là 37g, cho khẩu phần là 2/3 cup 55g. Nếu thực phẩm này nặng 110g thì bạn nhớ nhân đôi lên mới ra tổng cáp chính xác nhé. Nhiều nhà bán hàng rất thích để kiểu này. Lon nước 250ml rõ ràng là khẩu phần dành cho một người uống rồi.
mà lại ghi bảng thành phần, là cho 100ml đọc mà nhức nách thiệt, không lẽ mỗi lần uống canh uống đúng 100ml, rồi nghỉ không uống nữa hiu hiu. Còn một loại nữa, là ghi lượng đường, mà ghi kiểu lớn hơn hoặc bằng, ghi theo kiểu 100ml, hoặc là 1 lít, chứ không đúng khẩu phần nữa. Ví dụ như là, lượng đường lớn hơn hoặc bằng 5g, cho 100ml. Câu này có nghĩa là, lượng đường trong nó có thể bằng 5g, thì vẫn đúng. Mà nó là 20g cũng vẫn đúng, vì 20g lớn hơn 5g, thiệt là hại não mà. Với mấy loại thực phẩm, hoặc đồ uống mà ghi không rõ thành phần này thì bạn tốt nhất nên tránh dùng. Yes. Còn các loại thực phẩm, dù không có bảng thành phần, mà bạn biết nó nhiều carb thì cũng tránh luôn. Ví dụ như, các loại bánh ngọt Trung Quốc, gà tẩm bột chiên, chuối chiên, hoa quả quá ngọt, bánh làm từ bột mì, bột gạo, vân vân. Bạn nên biết rằng, việc giảm carb để giảm cân chỉ là yếu tố phụ. Cái chính, là lối sống low carb lành mạnh, là nâng cao sức khỏe từ bên trong của bạn. Khi bạn có một cơ thể khỏe mạnh thì tự hình dáng bên ngoài, sẽ trở nên đẹp đẽ, tươi tắn hơn thôi. Không có gì là tự nhiên, và dễ dàng cả, các bạn phải chịu bắt đầu cắt giảm từ từ, để cơ thể thích nghi. Chứ cứ nghĩ, là mình không làm được đâu, thì cứ mãi dậm chân tại chỗ, muốn mà không làm, chỉ càng khiến bạn thêm căng thẳng mà thôi. Oh no! Xin chào, và hẹn gặp lại ở những video sau, trên kênh Mr. B.